Hello, xin kính chào quý vị. Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. À. Ừ, chú mới đây chú. Cái bên chủ cũ. À, thưa quý vị, hôm nay là ngày 13 tháng 5, bây giờ là 2 giờ 15 phút. Hồng Lan xin thông báo cái tình hình dịch bệnh của nước Mỹ. Vào lúc này là ca bệnh 1.426.241 người bệnh, số người mất là 84.927 và số người được chữa khỏi là 306.596. À thì theo cái số ngày hôm qua Hồng Loan đưa thì Hồng Loan thấy ca bệnh cũng tăng hai mươi mấy ngàn người, số người chết thì khoảng một ngàn mấy, nhưng mà điều mà đặc biệt Hồng Loan muốn chia sẻ là số người được chữa khỏi là ba Wow. chục ngàn người, 30.800 người nha quý vị. Ồ. Một tương lai sáng lạng nha. À, cứ mỗi ngày Hồng Loan cứ thấy cái số người được chữa khỏi nó nhiều hơn, cho nên đó là một điều rất là đáng mừng cho chúng ta. Giống như là ở New York đó thì ca bệnh cũng vẫn tăng nhưng mà cũng không tăng nhiều lắm, và số người mất đi thì cũng đã giảm rất là nhiều, và số người chữa khỏi thì cũng tăng rất là cao. Cho nên thứ sáu này New York sẽ bắt đầu mở cửa giai đoạn 2, thưa quý vị. À, mà ở bên New York thì họ không có dùng cái phrase 1, 2, 3, 4, mà họ dùng là point. Point 1, 2, 3, 4 là bắt đầu thứ 6 là sẽ mở cửa với cái point 2. Cái điểm thứ hai. Giống như là ở ở Cali trong mấy ngày nay thì có một vài nơi cũng đã mở cửa giai đoạn 2, thưa quý vị. Và đặc biệt riêng ở Los Angeles thì chính quyền ở trên Los họ kêu là 3 tháng nữa mới được mở cửa. Vậy là Hiếu là 3 tháng nữa mới được đi làm. Không biết nữa. Tại Hiếu làm ở trên Los. Cái công ty của Hiếu là thuộc Los Angeles, cho nên hôm bữa là nói 15 tháng 6 là sẽ đi làm lại. Hiếu cũng hy vọng quá trời, nhưng mà bây giờ mới nói là 3 tháng nữa. Có nghĩa là cái chỗ Hiếu làm là Hiếu design quần áo cho cái hãng Hot Topic đó quý vị. Thì khi mà cái tiệm mở cửa bán được thì mình mới đi làm để mình design đồ mới ra để bán. Hiện tại bây giờ chỉ bán online thôi. Đó là cái kiến nghị mới vừa đưa ra, là coi như là 3 tháng nữa. Nếu như tình hình có thay đổi khả quan hơn, chứ nếu cái đà này đó là 3 tháng, nếu mà khả quan hơn là bệnh giảm, người mất đi giảm, tất cả giảm hết, thì họ sẽ xem xét lại. Cũng cầu mong cho giảm và có vaccine, ha, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều luôn. Chứ hiện bây giờ Hồng Loan thấy mở cửa nhưng mà cũng không có gì mà để mà bảo đảm, tự mình lo cho mình thôi. Quý vị cũng ráng cố gắng ha, tự mình bảo vệ sức khỏe cho mình, giữ gìn sức khỏe tốt và phải giữ khoảng cách, cũng không nên đi ra đường quá nhiều để mà tránh lây lan ha quý vị. Ông giám đốc vừa như là ông quýnh tôi. Làm tay làm lại không lấy nguyên bàn tay ịnh vô mặt cũng vậy, làm như là quýnh Gì mà vậy. hình như là ở Florida là họ mở cửa lại rồi, họ mở cửa tiệm tóc, tiệm nail luôn hả em? Florida đã cho mở cửa Wow. tiệm tóc, tiệm nail rồi. Thì Hồng Loan có hai người bạn cũng rất là thân ở bên Florida đó, thì đã bắt đầu mở tiệm. Thì xin phép gửi đến quý vị giống như là một cái sự chia sẻ cho những nơi đã chuẩn bị mở tiệm nail và bắt đầu mở tiệm nail, để chúng ta có thể xem coi chúng ta cần phải làm gì trong cái lúc mà chúng ta mở tiệm ha quý vị ha. À, Hồng Loan xin chia sẻ ở đây. Khi mà bước vô tiệm thì có cái À, bản nội quy. là nội quy khi vào tiệm là phải như thế nào như thế nào. À, và ngoài ra đó thì bạn của Hồng Loan á, họ cũng đưa lên cái website của cái tiệm nail của họ đó, là
giá về giá cả thì điều chắc chắn là chúng ta phải lên giá rồi, là bởi vì chúng ta phải sử dụng những cái vật dụng là xài một lần rồi bỏ, cho nên giá thành nó sẽ cao. Đó, ở trong đây thì nó có những cái folder để mình để lên ghế cho mỗi người, khi mà ngồi họ ngồi xuống là họ sẽ ký cái giấy này, giống như một cái giấy để mà mình, trước khi vô mình phải ký tên. Đó, thì mỗi người là một cái riêng, thì khi mà người nào mà ngồi vô rồi họ ký cái giấy đó rồi thì trong tiệm mình sẽ biết là cái ghế đó đã có người sử dụng, thì mình clean up cái ghế đó. Về cái chỗ làm ngồi nail á, cái chỗ ngồi làm nail á thì có cái kiến ngăn ha, rồi trải một cái lớp giấy để mà sử dụng xong thì bỏ, thì hồi trước giờ vẫn vậy phải không quý vị? Và quan trọng là cái vách ngăn nó chỉ đưa hai cái tay qua để chúng ta làm thôi. Thấy cô này cô mặc đồ như bác sĩ. Và cái người thợ làm nail thì họ bịt mặt, bịt tóc, bịt cho kín hết. Cũng nhìn cũng thấy cũng rất là an toàn ha. Và bạn Hồng Loan cũng có nói là mình chỉ nhận appointment thôi chứ không có nhận khách walk-in. Cho nên khi mà mình sắp xếp chỉ là 10 người khách trong tiệm một lần, tại vì tiệm này thì cũng khá rộng, tiệm thì có thể chứa hơn 30 người, nhưng mà hiện tại bây giờ là chỉ 10 người khách một lần thôi. Và nhận ngồi đó thì làm bàn phải cách xa nhau. Và quý vị thấy từng cái ghế phía trước có ngăn và hai bên cũng có ngăn luôn để bảo vệ an toàn cho khách và cho cả nhân viên. Những cái vật dụng mà sử dụng á, như là mấy cái chà tay đồ này nọ là xài một lần rồi bỏ. Trong cái dạng của máy bay đó quý vị. Quý vị xài xong nó bị bỏ thùng rác thôi. Đó, chúng ta nhìn thấy rất an toàn. Và những cái kệ mà kiến này nè có thể di chuyển được. Thì khi mà mình sắp xếp khách thì mình sẽ để hai bên cho một người khách, ngăn hết hai bên cho họ luôn. Có phòng gội đầu. Còn có chỗ của bạn Hồng Loan có thêm cái phòng wax nữa. Thì cái phòng wax thì mình cái ghế mình trải một cái lớp một cái lớp ra ha, xong rồi để một cái giấy lót lên giống như là ở văn phòng bác sĩ mà chúng ta đi mà nằm đó, là trải lên. Và cái đặc biệt đó là cái wax nha quý vị, cái que đó hồi đó thì chúng ta sử dụng một cái, mình cứ quẹt lên rồi mình trét, mình quẹt lên rồi mình trét, nhưng mà bây giờ là cái que đó chỉ sử dụng một lần thôi. Khi mà mình lấy cái sáp đó thì mình quẹt lên rồi mình giục, và mình lấy một cái khác mình quẹt mình giục. Nếu chúng ta tiết kiệm thì có thể bẻ làm đôi cái que đó, thì sẽ sử dụng cho hai bên chân mày hay là ở vùng wax nào đó. Đây một cái chia sẻ để mà chúng ta có một tí xíu cái kinh nghiệm. Thì đây là bạn Hồng Loan đã mở tiệm được khoảng 4 ngày nay rồi. Và bạn cũng nói là làm mệt lắm, là bởi vì ai cũng muốn làm, ai cũng cần làm, coi như appointment là kín hết. Nhưng mà mình phải cố gắng là mình, thay vì hồi đó ví dụ mình appointment 2 tiếng một người đi, thì bây giờ mình phải appointment là 2 tiếng 15 phút cho một người, để mình dành cái 15 phút để mình clean up. Mỗi một người vô xong là mình phải clean sạch sẽ hết. Cho nên á, làm đã mệt rồi mà phải clean nữa. Mà giá cả thì lên là tại bởi vì mình phải tốn nhiều cái trang thiết bị, cũng như là cái người đi, người ngồi làm á, cũng phải ví dụ như cũng phải uống vitamin C, cũng phải lo cho sức khỏe. Cái điều đó tất nhiên rồi. Cái lương của họ cũng phải lên. Hồng Loan khuyến khích, Hồng Loan muốn là nhân cái cơ hội này, tất cả những người mà tiệm nail, làm nail của mình á, nên nâng giá lên để chúng ta sử dụng những cái đồ rất là vệ sinh, rất là tốt cho khách hàng. Hồi xưa nhiều khi hay cạnh tranh nhau rồi giảm giá, rồi chúng ta sử dụng những đồ không tốt, thì đây là thời điểm chúng ta có thể lên giá, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu là bây giờ họ cần nhất là cái gì? Vệ sinh, sạch sẽ, an toàn. Thì chúng ta lên giá trong thời điểm này. Hồng Loan thật sự rất là nể trọng những cái anh chị, cô chú, bác mà làm ngành nail, là bởi vì phải hy sinh đi qua, là đúng ra là mình được học hành để mình đi làm bác sĩ, mình đi làm những cái nghề khác, nhưng mà hy sinh mình đi làm nghề ngành nail để mà chăm lo cho gia đình
biết bao nhiêu người làm cái nghề nail mà bảo lãnh cả gia đình rồi chăm lo cho con cái học ra bác sĩ, kỹ sư hay là những cái ngành nghề phải nói là sánh vai với lại những cái người bản xứ, một cái nghề rất là cao cả. Hồng Loan nghĩ như vậy. Mình thấy tự hào, tự hào vì những cái người đó họ lo cho gia đình mà bằng một cái lao động chân chính. Giống như là trong vài ngày hôm nay đó thì tất cả những cái người mà làm trong cái ngành nail cũng như là những cái người mà thị trưởng của những cái thành phố mà có người Việt Nam mình làm nail nhiều cũng đã lên tiếng rất nhiều về vấn đề mà ông thống đốc nói là cái ca bệnh đầu tiên bị lây nhiễm là từ một cái tiệm nail. Thì cái chuyện đó nó làm cho chúng ta thật sự rất là khó chịu, là bởi vì thà là một là ông nói thẳng ra cái tiệm nail đó ở đâu và lý do gì họ làm không có vệ sinh như thế nào để mà lây lan bệnh, chứ ông đừng có nói chung chung như vậy. Ông nói chung chung như vậy thì nó ảnh hưởng hết tất cả mọi người trong ngành nail của chúng ta. Ví dụ như ông không, mình nói là về quyền riêng tư thì ông không có nói đích danh cái tiệm đó, nhưng mà ông chỉ nói là khu vực nào, khu vực đó mà lý do là họ làm họ bị không có an toàn vệ sinh, trong khi những nơi khác người ta làm rất là đàng hoàng, rất là an toàn thì người ta bị ảnh hưởng. Ngay cả ở Orange County mình, những người mà trong chính phủ Orange County mình cũng lên tiếng rất là nhiều để mà binh vực cho ngành nail của người Việt Nam mình. Bất cứ ngành gì chứ không riêng gì ngành nail, nếu mình ổng nói như vậy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Chẳng hạn như ổng nói là xuất phát từ trong chợ mà không nói chợ nào thì người ta khắp nước Mỹ ai cũng sợ hết, hồi đâu ai dám đi chợ. Ổng nói ổng phải giống như là mình phải có một cái mức độ để người ta hiểu được và khu vực nào để người ta biết. Rồi bây giờ có nhiều nơi người ta lên tiếng, người ta kêu ổng là ông phải giúp ngành nail bằng cách là đưa ra chi tiết luôn tiệm nail nào đã làm nên chuyện đó. Nhiều khi ổng nghe nói rồi ổng nói đại vậy đó chứ thì sao. Rồi, cái vấn đề riêng tư thì Hồng Loan nghĩ chắc cũng mới nói được, nhưng mà ổng phải nói lại cho nó đúng. Đúng. Chứ ông nói bao chung chung như vậy thì ảnh hưởng đến ngành nail nói riêng và ảnh hưởng tới người Việt Nam của mình nữa. Và mới đây đó thì Hồng Loan đọc news thì thấy đó, có một cái gia đình 13 người ở thành phố Fountain Valley bị bệnh COVID-19. Sát bên thành phố Lộc nè. Để Hồng Loan đọc cho quý vị nghe nha. Đầu tiên đó là bà Lucinda, bà làm việc ở trong bệnh viện mấy tuần liền để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Khi về nhà, bà bắt đầu có triệu chứng bị nhiễm COVID-19. Chồng bà là ông Gerardo chăm sóc cho bà tại nhà, sau đó cũng bị lây bệnh. Kế đến, lần lượt từng thành viên trong gia đình bà gồm 7 người lớn và 6 trẻ em. Trẻ em thì từ 5 tháng tuổi cho đến 13 tuổi đều bị nhiễm bệnh. Trong đó có một em bị bệnh hen suyễn nữa. Ông Gerardo và 2 người lớn khác đang phải dùng máy trợ thở. Một số thành viên khác cũng cần được chăm sóc đặc biệt. Đó quý vị thấy không, nhiều khi mình không phải mình lo cho bản thân mình mà mình lo cho gia đình mình. Như cái cô này cũng làm y tá trong bệnh viện này. Đó, rồi cô về cũng lây hết cho cả gia đình luôn. Thấy đó quý vị, cái đó là cái này có thiệt chứ không phải là giả như mọi người nghĩ đâu nha. Có nhiều người ta nói là cái này bệnh này nó là bệnh giả, bệnh để mà tuyên truyền cho mọi người để mà cho kinh tế Mỹ càng ngày càng kiệt quệ. Không phải vậy. Ai mà đứng lên nói cái chữ bệnh này là bệnh giả. Không ai, không ai. Người ta bệnh quá trời luôn, sát bên kìa. Chết mới cho chết mà nói vậy đâu. Ai mà tin được. Nói thì la lối sùm, ai mà tin cái chuyện đó. Mong là tất cả chúng ta mặc dù mở cửa chúng ta cũng phải ráng cố gắng nha quý vị nha, phải kỹ lưỡng lắm. Shopping đi phụ nữ thì ai cũng mê, cũng thích, cũng ghiền, lâu quá không đi cũng nhớ, nhưng mà cũng hạn chế quý vị ơi, nếu mà có mở thì mình cũng hạn chế đi để dành thời gian đó để mà nghỉ ngơi, lo cho gia đình, rồi hoặc là mình có thể mình exercise
để mình chăm sóc sắc đẹp nha quý vị. Giảm bớt đi shopping, giảm bớt đi ra ngoài đường để giữ sức khỏe cho chúng ta và quan trọng là cho những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Đúng như anh, bữa giờ có đâu có đi Guitar Center hay là Micro Center hay là Fry hay là Best Buy, đâu có đi đâu. Tội nghiệp lắm, shopping online không mà. Ngày nào cũng có hàng ship tới nhà hết trơn. Không có đâu dân. Ok, giờ nói chuyện vui nè. Hồi nãy nè, thấy Lập có một cái clip nào cũng vui lắm phải không? Có đây nè. Nè. Đây, một chàng trai giữa một người phụ nữ. Cô gái kìa. Cô gái đang tóc lon. Chàng trai đứng ở ngoài giống như là bị ba má cấm cửa, không cho vô gặp vậy đó. Nhưng mà thật sự là ông với lại bà này đã quen, lấy nhau 65 năm. Mà phải chắc bà bị bệnh hả? Bà bị COVID nên bà bị cách ly trong viện dưỡng lão. Hai người chỉ nhìn qua cái khung kính cửa sổ mà thôi. Trời, coi nhìn những cái lời nói kìa. Những cái lời nói của ông em rất là... Em là ánh nắng của anh ngay khi bầu trời giông bão. Anh và các con yêu em rất nhiều. Khó kiếm được người đàn ông nào chung thủy, yêu thương vợ mà 65 năm sống nhau mà vậy ha. Thương quá ha. Không biết mình được vậy không á. Mình được 1/3. Mình được 1/3 rồi. Và ông Loan cũng chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh cũng khá là dễ thương. Trong cái ngày Mother's Day á quý vị, thì có những người cha mẹ lớn tuổi mà không sống chung nhà đó, mà muốn chúc mừng, muốn ôm mẹ mình mà chúc cái Mother's Day thì cũng không có dám. Thì đây là cô này cũng có một cái cách rất là hay. Làm một cái màn bằng ni lông ha, xong có bốn cái lỗ để mà hai cái lỗ đó là cho con xỏ cái tay vô, và hai cái lỗ là cho mẹ xỏ tay vô, thấy không? Đó rồi đó, mẹ xỏ vô nè. Rồi hai mẹ con ôm nhau. Nhìn xúc động quá. Nè ở Canada ha. Bạn được ôm mẹ quá nữa. Nè ở Canada. Mừng quá, con được ôm mẹ rồi. Thấy thương dữ sợ luôn ha. Cũng là 2 tháng trời rồi đâu có ôm được đâu, đâu có được ôm nhau đâu. Chắc này chắc người chồng nghĩ ra quá, người chồng làm. Hay quá ha. Người ta thấy coi như là mỗi người con trong gia đình đều được ôm bà. Tới cháu, tới ôm bà nè. Đó. Bỏ cái tay vô ôm. Hay quá. Dễ thương quá. Đó, chắc hôm nay ông làm, ông chồng làm hả? Nhìn là biết có bàn tay của người đàn ông. Và cũng chia sẻ giúp quý vị thêm một cái hình ảnh nữa là trong lúc chúng ta phải giữ khoảng cách social distance thì cái tiệc cưới ấy, nó sẽ diễn ra như thế nào. Một cái bữa đám cưới cũng có rất là nhiều bạn bè quan khách, nhưng mà chỉ cần đứng đậu xe một dọc ở bên đường thôi, và cô dâu chú rể đi qua và đưa những cái bảng lên chúc mừng hay là đa lên những cái tiếng chúc mừng cho đôi tân gia nhân đôi vai gì đôi chồng trẻ đi. đôi vợ chồng trẻ mọi người chụp hình thì cũng đi cách xa 6 phía chúc mừng tất cả mọi người, giơ bảng lên chúc mừng dễ thương quá. Thôi cái gì cũng vậy, qua thời kỳ thôi. Biết đâu chừng về cuối năm là hết cái chuyện này, cuộc sống nó trở lại bình thường thôi. Thì mong rằng vậy. Sau một khoảng thời gian ngắn thì tất cả cái này nó chỉ là kỷ niệm. Chỉ là dĩ vãng. Dĩ vãng, khi chúng ta nhìn lại thì nó cũng có những kỷ niệm rất là đẹp, phải không quý vị? Cũng như là kỷ niệm của Loan với Lộc với quý vị này, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Rất là cảm ơn quý vị nha, đã cùng chia sẻ với những cái video của Lộc với Loan.
cũng như là những tình cảm yêu thương của quý vị dành cho cả gia đình của Hồng Loan. Hôm qua là birthday của cháu Gia Bảo, thì có lẽ là Lộc sẽ chia sẻ với quý vị một chút xíu hình ảnh của gia đình. Nhiều khi mình nghĩ mình sợ chia sẻ riêng tư gia đình, rồi ăn uống rồi này nọ, nhiều người người ta không thích đó. Cho nên Loan Lộc cũng ngại lắm, không biết ý kiến của mọi người sao. Tại vì cái đó là mình chia sẻ cho những người thương yêu gia đình mình, nhưng mà có những người thì họ giống như là một cái trạm dừng chân, họ ghé ngang, họ xem rồi họ bình luận hay là họ nói, hay mình sợ vậy thôi. Mình rất là sợ. Cho nên cũng rất là hạn chế những cái chia sẻ đó ha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và chúng ta hy vọng một ngày rất gần chúng ta sẽ được trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ chúng ta đang từng bước đi đến với nó rồi. Chúng ta hãy cố gắng nha quý vị nha. Gia Bảo là Gia Bảo bên đây nha, Gia Bảo bên Mỹ là tên là Benjamin Gia Bảo. Còn Gia Bảo ở Việt Nam là không phải. Gia Bảo bên đây là tên thật là cháu tên là Lư Gia Bảo luôn. Còn Gia Bảo bên Việt Nam nghệ là danh. Gia Bảo lấy cái nghệ danh thôi, là Gia Bảo tên thật là Lư Bảo Hoàng Gia. Trong đó cũng có tên Lư Bảo Hoàng Gia, thì cháu lấy cái tên Gia Bảo để mà làm cái nickname để mà đi diễn. Thì Gia Bảo thì đi qua đây cũng nhiều lần lắm, mỗi lần qua đây diễn thì để ở bên nhà ông bà nội. Đáng lẽ tháng 6 này là qua đây diễn chung với lại ông nội với lại Úc Loan nè. Đúng rồi. Mà giờ bệnh dịch rồi nên thôi phải cancel rồi. Hy vọng là năm chắc năm phải giờ qua năm sau. Thầy rất cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ cái thời gian của quý vị cho gia đình của Hồng Loan và Bảo Lộc. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại lần sau nha. Nhớ like, share, subscribe nha quý vị. Bye.